Hello Đình Thái, chào các anh ơi. Hôm nay em lại gửi tới các anh những cái dụng cụ linh tinh. Vừa rồi thì đá rồi dầu rồi cùng là các thứ. Rồi thước rồi tay tiện rồi. Bây giờ thì em lại gửi tới các anh những cái dụng cụ cho gia đình, những công việc. Rồi lời đầu tiên Đình Thái xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn xem và ủng hộ. Còn những cái thứ gì đang còn thiếu thì các anh lướt qua coi thử xem rồi có thể ủng hộ được cho em không ha. Rồi cái như thường lệ thì em gửi tới các anh cái số điện thoại của em 0903588867. Gọi vô Zalo cho em đỡ tốn tiền. Rồi thứ nhất là như vậy, cái thứ hai nữa em luôn cầu chúc cho tất cả mọi người được sức khỏe. Rồi như thường lệ thì em cũng gửi tới các anh những cái dụng cụ hàng Nhật bãi đã qua sử dụng rồi về em vệ sinh lại cho nó sạch sẽ để rồi khi mà mình em đã lau chùi nó sạch sẽ rồi thì biết mới nhận ra được cái hình dạng của nó là còn được bao nhiêu phần trăm để các anh có thể rằng là hợp lý thì các anh ủng hộ nha. Rồi em vào cái thước số 1 đi ha, cái thước số 1, số 2, số 3. Thước này là của cái clip trước em đã đăng rồi nè, nhưng mà rồi là cũng đăng ít người xem quá. Có những lúc thì em không có thì các anh hỏi, mà đến khi em có thì chắc các anh đã không còn cái kênh của em nữa, hoặc là các anh đã có rồi, đã mua sắm rồi thì em cứ đăng lên như thế này, rồi những anh vào sau mà đang còn cần nó thì ủng hộ em. Đầu tiên thì là cái cây thước số 1 nha, cái thước này là cái thước mi tù, cái thước này là cái thước đo sâu nha các anh nha, mi tù đo sâu. Đó, các anh nhìn xem nè. Nhìn số của nó chưa? Ở mặt sau của nó nè, thì nó chống chân như vậy thôi. Cái cây thước này về đến nhà là 350 các anh nha. Cứ các anh chuyển khoản cho em 350 là về đến nhà. Mi tù nha các anh nha. Một cây thước là như vậy mà các anh làm việc gia đình thôi, làm việc gia đình thì nó cho giờ nó bây giờ nó đã cũ rồi thì ít nhất nó đồng hành với các anh cũng vài chục năm nữa. Đó. Số 1 nha các anh nha, mi tù thước 200 mm nha các anh nha, thước 200 mm, nó dài 200 mm này, mi tù made in Japan, anh nhìn thấy rõ chưa. Rồi tới cây số 2 nha, cây số 2 là cái cây SK nha các anh nha, cây SK Japan. Nếu mà so sánh cái thương hiệu thì Mi Tù nó vẫn cao hơn các anh nha. Mi Tù là những dòng thước gọi là nó đẳng cấp thế giới mà ai cũng biết tới nó hết. Nó cũng giống như những cái mặt hàng, những cái thương hiệu lớn, nó giống như Makita hay là Bốc gì vậy các anh. Đó. Còn cái những dòng thước này thì là nó chỉ đóng là SK Japan thôi. Chứ còn cái thương hiệu của nó thì cũng không lớn bằng đâu các anh nha. Nhưng mà cái thước này là cái thước 300 các anh nha. Cái thước này là 300 mm các anh nha. Các anh nhìn thấy rõ chưa? Đây, thước của nó nè. Đó. 300 nha các anh nha, 300 mm. Nó dài 300 mm nha các anh nha. Cũng 350 về đến nhà chuyển khoản cho em là 350. Đó, mở ốc ra các anh đẩy vô thôi. Đo sâu đo cạn gì đó. Rồi cái cây số 2 ha. Em bỏ qua nha, rồi tới cây số 3. Cây số 3 là cái cây thước góc này. Cây thước độ này, để cho các anh lấy độ lấy góc gì đó. Đó, nó là cây trơ mắt made in Japan, là cây trơ mắt gì đó made in Japan nha. Đó, các anh nhìn xem được không. Rồi chuyển khoản cho em 120 ngàn là về đến nhà, tại vì tiền ship nó ngốn hết 30 ngàn rồi, to nhỏ gì nó không dứt với 30 ngàn rồi các anh à. Nó tính vừa đủ đồng hết các anh, nó tính tiền khai giá rồi nó tính tiền chuyển khoản rồi nó tính tiền thu hộ, nên là các anh phải chuyển khoản cho em đi 120 ngàn nha. Đó, chuyển khoản cho em 120 ngàn là về đến nhà thôi, số 3 nha. Rồi tới số 4 nha, cây số 4 là một cái cây thước này là cây thước hơi các anh nha, để cho các anh nào mà làm gara đó, để mà bơm nén để mà đo áp suất đi ha, đo áp suất. Đó, các anh nhìn xem ha, nó hiệu của nó là gì đây, Tokyo Japan, còn tên của nó thì dài lắm các anh nha, tên của nó thì dài lắm. Rồi nó có mặt trời nè, Asahi, hiệu của nó là Asahi các anh nha, Tokyo Japan. Trong này nó có cái thước nè, các anh nén hơi vô trong này á là nó bật cái thước này ra nè. Đó, nó bật cái thước này ra, nó dài lắm các anh nha, nó dài lắm, nó dài tới ủa đâu rồi, vừa mới để cái cây thước kéo nằm đây đâu rồi trời.
tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi mà bây giờ thì nó lại lạc đâu rồi không biết nữa. Tổng chiều dài của nó đi coi, tổng chiều dài của nó là 25 thôi các anh ha, 250 mm nè. Tổng chiều dài của nó, anh nào cần không? Em cũng có một cây này thôi, lấy về rất là lâu rồi. Để chờ em tí đi ha, em với em lấy kích thước để cho nó nhịp nhàng đi. Rồi cái cây số 4 này nha. Đó, 130 ngàn nha các anh nha. 130 ngàn. Đẳng cấp lắm đây, sưu tầm cũng được nữa. Rồi tới cây số 5 nha các anh nha. Bộ số 5. Bộ số 5 là bộ tarot. Tarot thì em đã bán hết rồi, những cái tarot lớn thì không còn. Mấy ngày nay đi bãi nhưng mà em không có bộ tarot lớn để lấy về, tại vì có hai anh đang còn chờ hỏi á, nên là em không biết nó có không, nhưng mà đi bãi thì không có thấy đó. Nhưng mà chỉ thấy cái bộ nhỏ này thì em lặt bộ nhỏ này ha, về gửi tới các anh nào làm việc gia đình nhỏ nhỏ, cho mấy anh làm việc nhỏ 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 đó, nó chỉ ngắn thôi các anh. Cái cây gai trong này đó, cây gai trong thì nó dài được, cái cây gai trong thì nó dài được 260 này ha, còn cái răng gai ngoài thì nó được dài có 180 thôi. Mà cái chén này thì là em không có lặt được đó. Chén này là chén bé rồi ha, còn cái cây này thì nó còn đẹp lắm ha, lỗ nó đang đẹp lắm đó. Lỗ nó còn đẹp nhé, cho các anh làm việc gia đình nhỏ 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 cần những cái đó, để mình cùng lên là mình xoay 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 ha đó. Răng nó còn nét lắm nè, họng nó còn nét lắm. Với lại em có được cho nó được kèm 5 cái mũi nữa nè. Không biết là mũi mấy đây, mũi 6, mũi 8, mũi 7, mũi 5 gì gì đâu không biết nữa. Đó, em cứ lặt được hồi đại như vậy thôi. Kèm 5 cái mũi nữa, anh nào về làm được mũi đang còn tốt không cái nha. SK rồi Gia Banh rồi gì đó. Rồi HSS. Rồi cái gì đây? Gia Banh này. Natri này, Natri Gia Banh này. Được 5 cái mũi này nha cả nhà. Mũi 3, mũi 4 gì đó, mũi 3, mũi 4, mũi 5. Mũi 6 gì đó em không có đo. Những cái một phần tư 20 gì đó, nó ghi thông số in không à. Đây cái bộ này nhá. Đó, hai cái này ha. 230 về nhà nha các nhá. Cái này 230 về nhà. Bộ này 230 về nhà nha các anh nhá. Rồi tới chết rồi. Em lại quên nữa rồi. Tới số 6 nha. Số 6 em gửi tới các anh cái cây cây kìm chuốt dây điện này ha, cây hiệu của nó là hiệu Hozan các nha, Hozan Japan nè, đó, các anh nhìn xem, cái số của nó là cái số của nó từ 1 chấm mà cho tới 3.2 các anh, từ 1 chấm mà tới 3.2 chuốt dây các anh, nó nhịp nhàng lắm các anh nha, và các anh mình làm việc với nó thích lắm, đó, các anh nhìn xem này ha. Nó cũng không còn 100% đâu. Đó, đây, các anh nhìn thêm. Đó, nó cũng lại thấy một ly. Đó, khi nó khép lại nó chỉ lại thấy một ly thôi. Nhưng mà lỗ của nó thì nó đang còn ngay lỗ nó không anh nha. 220 về nhà nha các anh nha. 220 về nhà. Hồ Gia Ban. Này, các anh nhìn xem nè, vĩnh viễn, các anh làm việc với nó thì đồng hành với nó, công việc nhà là coi như vĩnh viễn, có là mình cứ đưa vô chuốt 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 pập 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 pập. Mẹ em làm vội quá rồi không có lấy được cái sợi dây điện để anh test cho các anh xem đó. Nhẹ nhàng ha, cứ kẹp vô thế này thôi ha, rồi chuốt lên ha, trên thân của nó đóng chữ Nhật hết rồi các anh nhìn thấy không? 220 về đến nhà nha các anh nha. Rồi tới cái cây số 7. Cây số 7 là cái cây này nó là Made in Japan nha các anh nha. Made in Japan, nhưng mà cái cây này là người ta đã sử dụng rồi. Người ta đã sử dụng rồi nên là từ cái đó mà có một anh thợ nào đó anh chuốt mẹ nó cái lỗ 2 ly 6 nó thành 3 ly luôn rồi các anh nha. Nè, hai cái lỗ này 3 ly 2 bằng nhau hết đó. Mà nó xuống có cái lỗ nhỏ nhất là có 1.6 thôi các anh. 1.6 rồi 2 chấm rồi rồi là 3.2 luôn à.
nó thành hai cái lỗ này 3.2 mất à. Đó, các anh nhìn thấy không? Nó làm bằng khối nhôm nha, nhôm nó đúc như thế này nha. Made in Japan nè, hãy nhìn xem này. Đó. Cái lỗ của nó thì cái lỗ nó còn ngay này nhưng mà hãy nhìn xem ha, đó, lỗ nó còn ngay lắm nha. Đó. Nhưng mà sao cái này nè, cái thân này nè. Cái thân này nó cũng lệch thế. Cây này nó lệch nó tới 2 ly. Hãy nhìn xem ha. Không biết là vì sao vậy, nó lệch không biết nữa. Nhịp nhàng lắm các anh nhé. Số 7 200 về nhà nha các anh. Rồi tới số 8 nha. Cây số 8 là cái cây kìm này gọi là cái kìm hợp kim các anh nhé. Cái kìm này là để cho nó chuyên ha. Anh nào hay làm việc tỉ mỉ nhỏ nhỏ nhỏ, làm việc gia đình đó mà có những cái đồ mà để mà mài rồi giữ rồi để mình mài trước đá mài á để cho nó khỏi bay đi mất đó các anh. Thì cái cây kìm này ha. Cái kìm này là hai cái đầu nó là bằng hợp kim này, hàng năng mới này, chưa có sử dụng đâu các nha. Đó. Nên là gọi là cái kìm này em gọi là cái kìm hợp kim nhé. Đó, cái kìm hợp kim để nó giữ ha các nha, để nó giữ những cái con tán, những con ốc hay những cái vật nhỏ mà các anh muốn chà sạch nó đó, đó cho nó khỏi bay đi á, chứ không có cái kìm nào để giữ được nó hết, chỉ có cái kìm này thôi. Đó. Anh cứ hình dung như thế này ha. Đó. Để mình mài á, mình mài mình cầm mình giữ mình mài. Đó. Thì những cái vật nhỏ thì là kìm thì nó những cái kìm ở gia đình mình thì là nó hay bị trượt mà hay mất đi, còn cái kìm này là cái đầu của nó bằng hợp kim á. Nên là các anh mài 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 trước cái máy mài á, hoặc là các anh chà chà sạch như vậy cái này để giữ nó thì là nó rất là chắc các anh nha. Đó. Tại vì khi nó bấm vô là nó ăn luôn ha, nó để lại cái dấu, nó để lại dấu các anh nha, nó để lại dấu trên cái thân của cái vật mà mình giữ đó. Đó. Nên các anh coi thử là coi cái anh nào chưa có 170 nha các anh nhé, 170 cây này 170 là về đến nhà nha, chuyển khoản cho em 170. Rồi tới số 9 nha các anh nha. Số 9 là một cái em có cái bộ mũi nè. Cái bộ mũi này là cái bộ mũi khoét nha các anh nha. Đó, các anh nhìn xem ha, bộ mũi khoét. Đó, các anh nhìn xem ha. Bộ mũi khoét nha. Bộ mũi khoét này là cái đường kính của nó là 200 này các anh nè. Cái đường kính của nó 200 này. Còn cái hiệu của nó là hiệu của Nhật nha con nha. Nó là Tanza gì đâu không biết nữa, Tanza. Trên thân nó này. Từ ở trên thân này ha. Đó, da banh trên thân của nó này. Cho tới cái tay này là của nó cũng là. Còn trên thân này là nó có thước nha. Đó, nó có thước 200 này. Đó, các anh nhìn xem ha. Đó, kéo ra ha, kéo vô này ha. Đó, kéo vô để các anh khoét lỗ lỗ la phong rồi lỗ ván gì đó. Đó, các anh nhìn xem cái đầu hợp kim của nó này, nó là còn nguyên si luôn anh. Các anh nhìn thấy cái đầu hợp kim đó, cái đầu hợp kim của nó còn dày mà nguyên si luôn, có nghĩa là người ta chưa đụng chạm gì tới nó đâu. Đó. Về các anh dùng có thứ nó ngót không, nếu nó không có thì lau sơ nó qua một chút là nó bén ngót thôi, còn nguyên si luôn nha các anh nhé. Đó, cái đầu này cũng vậy nè. 180 nha các anh nha. Đó, 180. Cây này 180 nha. Về đến nhà nha các anh nha. Rồi tới số 10 nha. Số 10 là một cái đầu Makita này các anh nè. Cái đầu khoan 13 ly nha. Đó, đầu 13 ly. Anh nào đang cần nó nè. Đầu 13 ly Makita nè. Các anh nhìn xem ha. 13 ly nha. Đó, các anh nhìn răng khế của nó nè. Đẹp chưa? Nhìn răng khế nó đang đẹp lắm nha. Đầu 13 ly nha, Makita. 120 nha các anh nha. Đó, 120 các anh nào gom 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 gom, gom, gom vô lấy thành hai ba món giúp em nè. Đó, còn đầu này của nó ngậm từ 0,1 của 6 các anh nha. Từ 1 ly á cho tới 13 mà nó chỉ ghi là 13 ly thôi. Chứ còn cái nhỏ nhất nó thì nó không có ghi, nhưng mà nó là rất là bé nè các anh nè, xem nè. Từ 1 ly nó ngậm từ 1 ly 0,5 gì đó. Các anh nhìn xem ha. Số 10 nha, 120. Về đến nhà nha các anh nha. Các anh có chuyển khoản cho em 120 là về đến nhà thôi. Rồi tới số 11 nha. Tới số 11 là một cái cây silicone nha các anh nha. À, em lấy cái bình silicone nè. Em bỏ vô để em test cho các anh xem nè ha.
Đó. Cái dòng này là của nó thương hiệu gì đây em không biết nữa, nhưng mà nó có nè, nó có cái, nó có những cái mã số mà nó đóng như là tiền tuổi lắm rồi coi. Nhìn thấy không? Cái thân này của nó bằng nhôm hết nha, một khối nhôm nè các anh nha. Anh nào sưu tầm ha, anh nào sưu tầm cái dòng này, dòng lạ lắm, các anh chỉ việc kéo nó ra vậy thôi chứ không phải bóp gì hết ạ. Đó, kéo nó ra như vậy thôi, mình bóp vô như vậy nó không chạy vô đâu các anh ơi. Đó, nhưng mà mình phải có cái ống bỏ vô nữa nè, các anh bỏ vô nè, rồi mình đẩy vô thôi. Đó, đẩy vô là mình bóp à, đó là nó cứng ngắc rồi, là nó đẩy lên đó. Trong này em đã bị cái đầu silicon rồi đó, nên là đó các anh như xem ha. Đó, chỉ việc làm xong là việc kéo ra thôi, đẩy vô bóp. Đó, nó có một cái thiết kế lạ lắm nha, nó không giống như là những cái đời xưa. Cái đời kia là mình cứ phải bóp 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 từ từ từ, nó kêu tạch 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 vô. Còn cái này là nó giống như một cái cảo nhanh vậy á, là đẩy vô đó, anh nhìn thấy không? Rồi để cho các anh xem tổng thể của nó nè. Đó, cái hiệu gì của nó đây không biết nữa, mình nó mất đâu cái hiệu của nó dán trên này, nó mất hiệu của nó rồi, nhưng mà nó còn là cái mã số này thôi. Các anh nhìn thấy không? Đó, nhìn cái mã số thân này bằng nhôm đấy anh nhá, một khối nhôm nha. Đó, nó là một khối nhôm chơi chứ không phải bằng nhựa đâu nha các anh nha. Đó, anh này nó cũng nằm ở ở cái dạng cũng là tầm trung, nhưng mà cái thương hiệu gì đó thì em không rõ đây. Đó, nó tại vì nó không đóng cái thương hiệu gì ở thân, nó khúc bằng khối nhôm nhưng mà nó không đóng thương hiệu ở thân nha các anh nha. Đó, các anh nhìn xem 170 nha các anh nha. Đó, 170 về đến nhà. Đó, một khối nhôm nha, cũng đáng để sưu tầm lắm các anh, nó là bằng nhôm mà. Đó. Họ biết không biết ở thị trường Việt Nam mình nó có cây nào mà nó thân bằng nhôm không biết nữa. Còn đây bằng khối nhôm nha các anh nha. Đó, nhôm đúc này. Đó. Nó không có đẳng cấp bằng những cái dòng mà của Made in của Yulin thôi. Nhưng mà rồi nó cũng tương tự ha. Nó cũng 18 110 các anh. 18 110 nha. Kia thì nó có thương hiệu lớn hơn, các anh nhìn xem ha. Đó. Cái số 11 nha, 170 chuyển khoản cho em, 170 về đến nhà. Rồi em sẽ kéo xịt cái cam lại một chút. Rồi tới số 10, tới số 12 nha. Tới số 12 thì em gửi tới các anh hai cái kéo này, hai cái kéo này để cho các anh cắt cắt cái cây cây gì đó, cây cây bonsai, cây những cái cảnh cây kiểng của nhà mình đó. Đó. Em chỉ lấy những dòng này thôi. Đó. Tại vì những dòng này là cái dòng thương hiệu lớn này các anh nha. Dòng thương hiệu lớn nha. Nó là cái gì đó, Sataben gì đó, nó là cái thương hiệu của Nhật. Đó. Nhưng mà cái cây này nè, cái cây này thì nó đóng chữ Made in Japan nè. Đó, các anh nhìn thấy không? Còn cái cây này nó cũng giống như vậy nha, nó hai cây nó cùng một thương hiệu này. Nhưng mà cây này thì nó lại không có đi, nó không có dập chữ Made in Japan chỗ này. Đó. Tại vì cây này là hàng mới, cây này là hàng cũ nè. Đó, các anh nhìn thêm ha. Bây giờ là mã số 12 nha. Mã số 12 là cái cây này nè ha. Cái cây này là nó không có xoay được nha các anh nha. Nó không có xoay. Đó, nó không có xoay. Các anh nhìn xem nha, nó không có xoay được. Nên là mình phải cắt như vậy thôi. Mình cắt rồi mình muốn xoay hướng thì mình cắt thôi ha, là mình xoay tay như thế này thôi chứ không có mà cắt như vậy được, nó không có xoay được. Đó. Nên là giá nó về đến nhà là 120 nha các anh nhé, 120 cho cái cây, một cây kéo làm vườn á, để cắt tỉa cây bonsai nó đâm chồi gì đó thì các anh tỉa nó lại ha. Đó. Hoặc là cắt cỏ trước sân nhà ha, 120 về đến nhà. Rồi cái cây này nó cũng giống vậy, nhưng mà cây này thì nó lại xoay được này anh ha. Đó, nó xoay như vậy. Đó, các nhìn thấy không? Đó, nó xoay ha. Nó xoay 45 độ. Rồi xoay nghiêng. Đó, cây này nó xoay được nha. Còn cây kia là nó không xoay được, nó cố định. Đó, các nhìn xem ha. Đó. Cây này 170 nha các anh nha, về đến nhà nha. Đó. Rồi các anh cứ việc đưa phập của thôi. Cây này 170 rồi về đến nhà. À đúng rồi, em quên nói, em chưa dán lại cái này, nó bị rách, nó bị nhóm cái này lên tí nữa. Em dán lại sau. Đó, anh nào lấy rồi em dán lại sau em gửi về cho các anh. Đó, mà cây này thì nó đóng chữ Made in Japan nè, các anh nhìn thấy không? Đó, Made in Japan, nó cùng một thương hiệu nhưng mà cây này thì nó là không đóng nè, các anh nhìn thấy không? Cây này 120, cây này 170 nha. Rồi số 12 là 120, số 13 là 170. Rồi tới số 14, số 14 là một cái cây nó gọi là cây ghim á, cây ghim đập nha các anh nha. Rồi cây ghim đập nó là còn mới nè các anh nè. Đó, anh nào mà
mà đặc thù của công việc á, tại vì trước em cũng hay bán nhiều dòng này ha. Đó, đặc thù của công việc thì ủng hộ em nha, cây này nha. À, cây ghim này á, cái ghim của nó không có thông dụng đâu các anh nha. Các anh phải vào trong nhà sách mới có nha. Chứ còn mà ở đồ Trung Quốc là không có, nó không có ghim này. Đó, ghim của Việt Nam mình với lại ghim Trung Quốc là nó không có bán ở đâu đâu. Mà các anh những cái dòng ghim này thì các anh sẽ vào trong trong nhà sách mới có nha. Đó, nhà sách mới có. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ là em đã có nhiều, em đang có nhiều nha. Em bán nó thì là một cái ghim đập này nè. Đó, nó còn mới nè, 95% luôn coi. Nó còn mới tiếp luôn nha. Đó. Một cái nó hai hộp ghim nữa nha. Hai hộp ghim, tại vì cái hộp ghim của nó là nó chỉ có được 1.000 ghim thôi coi. Hộp ghim của nó là nó chỉ có 10 thanh thôi. 10 thanh 1.000 là 1.000 ghim thôi. Nên em gửi kèm nha. Một cái ghim đập này với lại một một à, một cái một à, với lại hai hộp ghim là 180 nha các anh nha. 180 về đến nhà nha. Cái ghim này là nó còn mới 95%. Hai hộp ghim cũng đang còn mới luôn. Ghim là ghim thì em mua ở nhà sách thôi. Đó, ghim em mua ở nhà sách. Chẳng hạn như là có những anh cần á thì em gửi luôn là em sang lại thôi. Chứ còn em không có lấy lời gì cái phần ghim hết á. Đó. Đó. Cái phần ghim á ở nhà sách á thì ở gần đây em chạy ra em lấy thôi. Đó, cho nên em lấy lần 20-30 hộp như vậy á. Số 14 nha. Đó. Một cái ghim hai hộp ghim cộng 2.000 ghim đó là 180 về nhà nha. Bây giờ thì em không có vội á, rồi không có làm, không có kịp để chuẩn bị những cái miếng gỗ để các anh test cho các anh xem. Nhanh lắm nha. Thích lắm. Đó. Số 14 nha. Là 180 rồi tới số 15. Số 15 là có một cái cây gì đó. Một cây mỏ lết. Cây mỏ lết là một cây mỏ là tủ lết tự động á. Nó tự động hả? Nó là 300 nha các anh nha. Nó dài 300 mm nè. Hiệu của nó hiệu top nè. Răng nó còn đẹp lắm các anh. Các nhìn thấy không? Đó, răng nó còn đẹp lắm nè. Đó. Mà nó thối lui rồi, em về là em vệ sinh xong rồi là em lấy sơn bạc em xịt lên nó. Đó, nhìn cho nó đẹp, cho nó sạch sẽ. 150 về nhà nha. 150 về nhà. Thương hiệu top nha các anh nha. Thương hiệu top. Đó. 300. 300 mm nó dài á, dài mà lớn nè. Số 15. 150 về nhà. Rồi là em sẽ kéo xịt cái cam lại nè. Rồi tới số 16 nha. Tới số 16 em gửi tất cả anh hai cái cây thước vuông này ha. Đó, hai cây thước vuông này. Đó, một cặp của nó nè, cái lớn cái bé nè. Nó chỉ nó làm nó vừa kẹp này ha. Nó vừa kẹp nha các anh nha. Nó vừa kẹp mà rồi nó vừa kẹp mà nó lại vừa 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 vẽ nha. Cái mặt này là mặt vẽ đi ha. Đó, mặt thẳng nè. Nó tiếp mặt này nè. Còn mặt này là mặt cạnh nè. Để cho các anh ôm vô trong thân nè. Đó, các anh nhìn thấy không? Đó, hai cây giống nhau nè. Đó. Cây này thì nó đo được thì dài được 380 mm nè. Còn cây nhỏ này thì nó đo được 200 mm nè. Đó, nó cũng giống nhau nè ha. Đó, một mặt vẽ này ha, còn một mặt kẹp nè. Đó. Các nhìn thấy không? Hai cây nha. Hai cây thước vuông nha. 350 nha các anh nha. Hai cây 350 về đến nhà. Đó, các nhìn xem. 350 hai cây, một cây lớn một cây bé nha. Một cây 380 này, một cây 200. Đó. Đo được 200 nè, cây này đo được 200 là cây nhỏ nè. Còn cây lớn này là 380 nha, đo được 380. Kẹp vô là 380. Đó. Mã số 16 nha, 350 về đến nhà nha. Rồi mã số 17. Mã số 17 là một cái cây kìm mà em thích nhất là cái cây kìm này ha, cây kìm này là luôn được các anh ủng hộ nè. Vì là cây kìm này là cái kìm kỹ thuật hay sao các anh, hay là làm những cái việc cho gia đình hay là các anh nào đặc thù của công việc các anh. Đó. Vì em lấy được cũng lâu lâu cũng tới lấy được đường dây rồi đăng là em bán thôi. Đó, các anh ủng hộ ngay à. Cái kìm này là cái kìm móc mương ha, móc rãnh mà để cho các anh bấm 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 tôn này, bấm cắt này. Đó, các anh bấm bấm cắt tôn nhá, bấm cắt cái chân tôn như vậy này ha, để các anh chui dây điện này. Hoặc là các anh móc mương này ha.
móc cái mương này ha, đó móc ra vậy các anh bẻ vô ha, đó bẻ vô thành một cái lỗ, thành một cái lỗ để mình chui dây điện này ha. Đó, hiệu của nó thì đẹp lắm, những dòng này nó đang tốt lắm anh nha, nó đang sáng trưng à. Đó, nó là một cái thương hiệu lớn nên là từ chỗ đó mà cái đồ này nước siêu của nó tốt lắm anh, tốt mà đẹp lắm luôn. Đó, số 17 nhé anh nha, số 17 nè, 200 về nhà nha. Đó, nó dài được, nó dài lắm, nó dài được tới 300 luôn anh nè. Đó, nó dài nhưng cái được cái lực bấm của nó nhẹ lắm. Đó, số 17 nha, 200 về nhà. Rồi tới số 18 em có một cây thước cò này, con cò này, cái cây thước định vị để các anh làm việc cho mấy cái anh thợ thiện. Cái clip cái này của clip trước em đăng nè, nhưng bây giờ đăng trong dụng cụ thì em cũng lấy nó vô luôn nè, tại vì nó bé bé xinh xinh thì các anh sẽ nhiều anh cần nè ha. Số 18 nha anh nha. Đó, số 18. Đó, tổng chiều cao của nó nè, tổng chiều cao của nó là 2206 này ha. Ở quên, 160 chứ quên. 160 mm nè. Nhưng mà cái độ trượt của nó là chỉ có 100 thôi nha. Đó. Là các anh coi nha, anh nào đang cần nó nè. Đó. Kéo qua nè, kéo lại nè. Đó, vươn xa nè. Để đo này ha. Bé bé xinh xinh. Đó, về đến nhà 180 các anh nha. Về đến nhà 180. Số 18 nha các anh nha. Rồi tới số 19 ha. Số 19 là một cái cây, một cái vòng ha, một cái vòng. Cái vòng này em gọi là cái vòng nhà, mà hồi trước nay thì em hay bán những dòng này nhưng mà bây giờ sao nó không thấy, ít thấy lắm. Này thấy nó em lặt này. Cái cây này là cây vòng nhớt này ha. Để các anh mở nắp những cái nắp nhựa. Nó hiệu của nó là hiệu Mytholo này ha. Là thương hiệu lớn đấy các anh nha. Đó. Còn cái độ sải ra của nó thì để em coi thứ là cái độ sải ra của nó thì khoảng được bao nhiêu nè. Đó. Em nghĩ là nó nằm khoảng cỡ 100 mấy các anh, 140 mấy em nghĩ đâu. Đó. Lớn lắm nha. Người ta làm 120 hay 140 không biết nữa. Hiện tại bây giờ cái cạnh này là 135 này ha, 135. Còn cạnh này là 14 à. Chắc đúng rồi, nó đo được 140 các anh ạ. Maximum của nó là 140 các anh. Cái vòng này gọi là vòng dây ha nha. Vòng dây để các anh nha, mở những cái nắp nhựa. Đó. Hiệu nó có thương hiệu lớn nha các anh nha, Mytholo nha. Đó, xịn sò lắm các anh. Rồi 120 về nhà nha các anh nha. Đó. Các anh chuyển khoản cho em 120 là về nhà thôi. Đó. Trừ đi 30 tiền ship thì giá trị thật của nó chỉ còn có 90 ngàn thôi các anh. Số 19 nha. Rồi tới số 20 nha. Số 20 là một cái cây kìm bấm hàng này ha. Một cái kìm bấm hàng này là hiệu này là hiệu của nó là hiệu con tôm này ha. Lotter con tôm nha các anh nha. Hàng này là hàng mới chưa sử dụng nè. Các anh nhìn xem ha. Đó, anh nào cần một cái kìm bấm hàng không? Xịn sò. Hay là kẹp giữ công trong công việc gì của các anh đó. Đó. Nó chưa có sử dụng đâu các anh. Đó. Hàng này là hàng đẳng cấp rồi các anh. Số 20, 270 về ở nhà nha. Đó. Hàng chưa sử dụng các anh. Rồi tới số 20 rồi là 270 về ở nhà. Tới số 21, 21 em gửi tới các anh nào mà đang có cái máy mài nước mà của Makita ha. Mà đang còn thiếu cái cử thì đây là cái cử của nó ha. Cái cử của nó nè. Đó. Đây là cái cử nghiêng ha. Cái cử nghiêng của cái máy mài Makita nha các anh nha. Đó. Cái máy mài nước á, cái máy mài ngửa đó các anh. Đó. Nhưng mà ở bên này nó cũng bị mất một cái chân rồi. Hai cái chân, nó phải có hai cái chân để nó bỏ vô trong cái mặt trên cái mặt á. Trên cái mặt của cái hộp nước đó các anh. Cái máy mài nước á. Đó. Nên là các anh về coi ha. Về coi rồi độ lại cho nó ha. Theo cái này ha. Đó, lấy một con ốc làm theo như bên này á. Rồi có cái lò xo nữa. Rồi phải bỏ xuống được các anh, rồi mới nghiêng ngửa như vậy được này ha. Đó. Nó nặng lắm nha. Đây là một cái khối nha, một cái khối gan nhôm tổng hợp nó đúc lại Makita nó làm nặng chịch như vậy á các anh. Đó, về đến nhà nha, 180 các anh nha. Đó. Về đến nhà là 180. Rồi tới mã số 22. 22 là một cái mũi đục nha. Đó, cái mũi đục này là cái mũi đục 7 phân này các anh. Đó, 7 phân 4. Mũi đục 7 phân 4. Rồi tổng chiều dài của nó là 300 315 cho cái mũi đục nha các anh nha. Cho cái mũi đục
315. Các anh nhìn xem nhé. 315, hiệu của nó là hiệu Mokuba Japan. Các anh nhìn xem nhé. Đó. Các anh nhìn xem này, đó, 7 phân mấy luôn nha. Nó to dài nha. 180 về nhà chuyển khoản cho em. Cái chân này là chân 17 nhé các anh nha. Đó. Anh nào có cái máy đục mà có cái móc á, để móc vô á, đó, bỏ vô trong cái vô máy. Đó, số 22 nha, 180 về nhà. Rồi tới số 23, anh nào cần một cái đuôi chuột ha. Đuôi chuột đang còn khá mới nè các anh nha, super nè các anh nha. Số này số 26 mà số này là số 21 nè. Nó hai đầu các anh. Đó, nó hai đầu nha. Đó, đang còn cứng ngắc luôn các anh nha. Đó, đang còn cứng ngắc, đang còn mới kinh kít luôn các anh. Hàng super. Đó, 180 về nhà nha các anh nha. 180 về nhà, số 26, 21, 26. Đó, thương hiệu super đuôi chuột nha các anh nha. Bật qua bật lại nha. Đó, canh bật qua bật lại nè, đó. Bật qua nè. Đó. Số này là số 21 nè. Còn số này là số 26 nè, coi. Em lau sao? Lấy về là phải ngâm dầu coi. Đó, ở bãi thường nó về là nó bị đơ rồi. Nó bị cứng, nó bị ten sét một chút rồi nó cứng thôi. Rồi bật qua bật lại con cốc là nó nhảy ra nó xoay được rồi. Đang còn mới là lấy á. Số này là số 23 nha. 180 về nha. Anh nào cần cái đầu số 21 nha. Rồi tới số 24 nha anh nha. Số 24 là một cái đuôi chuột đó nè. Cái đuôi chuột này là cái đuôi chuột chân vuông nè. Chân vuông nó ghi là chân 17 các anh nha. Chân 17. Hàng này hàng mới chưa sử dụng nha các anh nha. Đó, hàng mới chưa sử dụng đâu. Chân 17 nha các anh nha. Đó, nè, nó ghi số 17 nè. NBR, KBR gì đây. Hàng này hàng mới nha các anh nha. Hàng này chưa sử dụng các anh. Anh nào cần không? Đó, nó ghi là 17 nha. Chân này chắc là 17. Thì em đo thử coi đúng chân 17 không, nó ghi 17 không, đúng không? Rồi chính xác cả nha. Vuông 17 nha các anh. 170 về nhà nha. 170 về nhà, hàng này chưa sử dụng nha, hàng mới. Nó dài 320 nha các anh nha. Dài 320. Rồi 170 về nhà. Rồi tới tiếp số 25. 24 đã qua rồi, bây giờ tới số 25. Số 25 em gửi tới các anh một cái cây cảo nè. Đó, cây cảo này là cây cảo kẹp ha, cây cảo kẹp nhanh nha. Đó, cây cảo kẹp nhanh nha các anh nha. Đó. Đó, cảo kẹp nhanh nha. Nó dài 750 nha các anh nha. Nó dài 750. Đó, nó mở maximum lên như vậy nè. Không biết nó còn ra được nữa không biết nữa. Này nó có con ốc nó chặn lại rồi. Đó. Nó có con ốc chặn lại mất rồi. Em đo từ cái miệng này qua cái miệng này là 770 nha các anh nha. 765. Có nghĩa là cái biên độ mà để cho nó cho các anh làm việc là 750 các anh. Đó. Cho các anh làm việc là 750 đó. Đó. Cảo kẹp nhanh nha. Còn cái hiệu này thì là nó hay có về ở bãi thì nó thường nó là cái hiệu này không mà các anh ơi. Đó. Nó là cái hiệu này không à. Các anh nhìn xem. Này bạn số 25 350 nha các anh nha. 350. Đó, các anh cứ đẩy nó vô ha. Đẩy nó vô. Rồi bóp thôi. Đó. Tăng lên là bóp, còn muốn xả ra bóp cái nút này lại, kéo ra. Đó. Bóp cái nút này ha. Ở trong này nè, em mở ra rồi nha. Để em kiểm tra nó có như thế nào á, mở ra rồi. Đang còn mới tinh trong này luôn. Từng lò xo hay là những cái con lập của nó trong này á, đang còn mới lắm các nha. Mới lắm. Đó. Đó. 750 nha. Coi như là cây cảo này, cây cảo nhanh 750 đây. Nó dài 750 đó các anh. 350 nha các anh nha. 350 về nhà, anh nào ủng hộ thì em gửi đi. Tổng chiều dài của nó chắc gần mét quá. Mét, em nghĩ chắc mét quá. Tổng chiều dài của nó là 1 mét các anh ơi. Đúng 1 mét à. Tổng chiều dài của nó là 1 mét nhưng mà nó cho mình phép mình sử dụng chỉ được có 750 thôi. Rồi bây giờ em xịt cái cam lại một chút. Rồi tới qua tới số 26. 26 thì là cái bộ cái combo này nha. Cái combo này là em đăng lên cho các anh gì ở Ninh Thuận này dặn em tìm cho anh một cái bộ kìm để mà rèn ha. Kìm tìm cho anh một cái bộ kìm rèn, bây giờ 4 cái như vậy không biết đã đủ chưa không nữa. Đó,
bốn cái nhé anh nhá. Cái này là cái kìm mà cái kìm mà để cho anh gấp nóng này ha, gấp nóng mà để kẹp đồ trong trong lò rèn ra. Đó, một cái này, hai cái này, hai cái này, rồi ba cái này, rồi bốn cái này, bốn cái nha. Đó. Rồi cái kìm này nè, hai cái cây kìm này, cái kìm này thì nó ngắn thôi coi, kìm này nó có 260 nè. Đó. Cây kìm này nó dài có 250 nè, 240 nè. Còn cái cây kìm này nè, cây kìm này thì nó dài tới, cây kìm này nó dài 300, 350 nè, cây kìm này nó dài 350 nè. Đó. Còn cái kẹp này nó dài 500 nè. Đó là bốn cây nha, bốn cây. Anh gì em quên tên mất rồi. À, rồi bảo tìm cho anh, cho anh cái một cái bộ kìm mà để mà gấp nóng, gấp gấp hàng, gấp rèn. Đó, bốn cây nha, bốn cây 300 nha anh nha, bốn cây 300 về nhà. Rồi tới số 27 nha, số 26 đã qua rồi, bây giờ tới số 27. Số 27 thì em gửi tới các anh cái dụng cụ này, cái này gọi là cái tăng ha, cái tăng này tăng kẽm với anh nha. Đó, cái con tăng này là con tăng kẽm. Đó, nó chuyên để mà nó kẽm, nó tăng cái sợi kẽm chứ không phải là cái tăng sợi nhựa nha. Đó, nó cũng là tăng thùng nhưng mà tăng kẽm, cái sợi kẽm á cái đó, nhưng mà nó bị mất cái cục này rồi, mất cái cục xoay, mất cái cục để mình cầm, nó cái cục gù, nó mất cái cục gù rồi. Nó có cái cục gù như vậy nhưng mà nó mất rồi. Đó, nên là nó 350 các anh nha, nó 350 về nhà. Còn cái hiệu của nó thì nó không có ghi chữ gia băng đâu các anh nha, nhưng mà nó là một khối đúc mà. Nó ghi ghi là chữ K ha, KRS. Các anh nhìn xem ha, nó là thương hiệu gì đây không biết nữa. Đó, một khối, nó cũng làm thành một khối nặng nha nha. Tại vì có thường thường là những cái con mà nó tăng sợi kẽm á, là nó có hai lưỡi gà cóc nè. Đó, các anh nhìn xem ha, nó có hai cái lưỡi gà. Còn những cái dòng mà để mà tăng sợi dây nhựa thì nó chỉ có một cái lưỡi gà thôi. Đó, những dòng này là dòng hai lưỡi gà nha các anh nha. Đó, các anh nhìn xem ha. Đó. Mà nó con này trông nó bé lắm. Đó. Nó tăng lên như vậy ha coi. Đó. 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 Đó, nó tăng ra được cái chừng này thôi. Nó tăng ra một khúc như vậy thôi. Nó ghi là 420 là gì đây không biết nữa. Còn cái lưỡi cắt của nó nè, đó. Đây là cái lưỡi cắt kẽm nè, nó có cái tay cầm của nó dài lắm nha. Đó. Các anh đẩy lên như thế này thôi, đẩy đẩy vô lại nha. Đó, đẩy vô lại. Nó lấy cái cơ chế là nó đẩy ra, còn cái thằng này thì nó đẩy vô nha. Đó. Nó kéo ra nè, đó. Nhìn theo. Số 27 các anh nha, số 27 350 về nhà. Nó thiếu cái cục gù. Đó, về các anh ra mua cái cục gù ở ngoài chỗ thợ 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 gỗ có cục gù mua về cái là khoan lỗ bỏ vô cho nó. Giống như cái cục gù mà làm cái nắm tay cửa, nắm tay ngăn kéo đồ các anh. Rồi tới số 20 28 các anh nha. 28 là cái này là con tăng nha. Con tăng này là con tăng thùng nha, con tăng dây nhựa nè. Nó còn mới mới chưa sử dụng nha các anh nha. Mới chưa sử dụng đâu. Các anh nhìn xem ha. Đó. Nó cũng là Osaka gia băng nha. Cái hiệu này em bán nhiều nha. Những con nào mà nó đã trùng rồi á thì em bán 350 về nhà. Còn con nào chưa sử dụng thì em bán 400 về nhà nha. Con này chưa sử dụng nha các nha. Là còn mới tinh kít luôn. Đó, mới tinh kít luôn các nè. 400 nha, con này 400 về nhà. Số 28 nha. Đó, con này đang mới tinh kít, chưa sử dụng mà. Rồi tới số 29 nha. Số 29 là một cái combo. À, số 29 là một cái combo của cái mũi tiện mà của cái clip vừa rồi em đã đăng. Nhưng bây giờ thì em up lên lại nha. Đó. Em up lên lại, anh nào mà vô sau để mà thấy được cái combo này ha, combo mũi tiện này. Combo mũi tiện này trong này là nó có tới 10, 11 mũi hay 12 mũi, em đếm đếm lại. 2 4 6 8 10 12 mũi nha. Trong này nó 12 mũi mà nó tất cả những loại mũi nha. Đó, các anh nhìn xem ha. 12 mũi. Các anh ha, có những mũi nó chưa sử dụng mà đang mới nè. Đó, đang còn mới nè ha. Đang còn mới tinh nè ha. Đó, đang còn tem mạc nè. Đó. Đó, những cái mũi này là mũi chưa sử dụng nè. Mũi này là mũi chưa sử dụng mới đó các nha.
có 4 mũi thôi các anh nha, có 4 mũi là nó chưa sử dụng đó, 4 mũi này ha. Nè các anh nhìn, nhìn thấy hình thù của nó chưa đó, các anh nhìn thấy hình thù của nó chưa đó, 4 mũi này, trong này là 12 mũi mà không có cái mũi nào giống mũi nào hết đâu các anh đó. 5 mũi nè đó. 6 mũi nè, 7 mũi nè, nhọn nè, 8 mũi nè, 9 mũi nè, 10 mũi nè, 11 mũi nè, 12 mũi nè. Đó, các anh nhìn thấy không? Đó, toàn là hàng chất không nha các anh nha. Có những cây nó đóng trong cái lô này, nó cây đóng của Mitsubishi đó các anh nha. Còn tem mạc nè. Đó. Đó, cái mã này là mã số 29 nha các anh nha. 700 biển nhà nha. Chuyển khoản cho em 712 cây. Về đến nhà. Em nghĩ nó nặng tầm hơn 4 kg đó các anh, cái cục này trong cái đống này nè. Đó, tầm khoảng cái 4 kg đó trong biết các anh. Rồi giờ tới số 30 nha các anh nha. Còn mấy mã nữa thôi. Số 30. Số 30 em gửi tất cả anh hai cây cảo nha. Đó, hai cây cảo. Một cây cảo này là cây cảo của top này ha, 100. Nó dài 100 nè. Nó mở ra được 100 nè, các anh xem. Còn cây cảo này là cây cảo 150 nè. Đó, cây cảo ép nha. Hiệu là hiệu Nhật nha. Những cái loại này các anh chài vĩnh viễn luôn, không phải bao giờ phải mua sắm lại đâu. Từng cái ren thép của nó rất là bền bỉ. Đó, các anh nhìn xem ha. Hả? Các anh cứ hình dung là nó 15 thì thằng này là 7 nè. Còn cái thằng này là 10 thì nó là 5 nè các anh. Đó. Các anh nhìn xem ha. Hai cây nha, một cây 10 và một cây 15. Đó, 260 nha các anh nha. 260. Về đến nhà. Rồi là tới số 31 nha. 31 là một cây cảo. Một cây cảo này là cảo 150 nha. 150 mà họng của nó là họng 10. Hiệu của nó là Lotter nha các anh nha. Cảo này là cảo sắt nha các anh nha. Đó, cảo sắt. Các anh lưu ý với em cái cảo sắt nha. 150 nha các anh nha, 150. Họng của nó là 10 nha, sâu 10. Đó. Hiệu của nó là Lotter nha. 200 về nhà nha. Số 31. Rồi tới số 32. 32 là một cây top này ha. Nó cũng là 150 nè. À, nó dài 150. Mà rồi là họng của nó cũng họng 10. Mà tay nắm như thế này á, anh nhìn xem á, tay nắm như vậy thì gọi là cạo gỗ nha các anh nha. À, cạo gỗ. Cạo gỗ nè. Nó cũng 200 về nhà nha các anh nha. Một cái thì thương hiệu top, còn một cái thì thương hiệu Lotter. Rồi tới số 33 nha. 33 em gửi tất cả anh cái găm bo cảo, cảo C này ha. 5 cây nha. 5 cây nè. Hai cây này là hai cây 25 mi nè. À, hiệu của nó là hiệu Super nè. Hiệu Super nè, hiệu Top nè. Cây này là 50 nè. Japan nè. Hiệu của nó là hiệu Super nè. Rồi cây này. Cây này là cây 50 nè, cây này là cây cây 30 nè. 30 hay 40 gì đâu biết nữa. 40. Cây 25 là 30, 25 là 40 nè. Các anh nhìn xem ha. Đó, một cây Super, hai cây Super, ba cây Super. Một cây Top nè. Rồi cuối cùng là một cây 75 nè, một cây San Kỳ nè. Đó, là 5 cây nha. 5 cây 330 về nhà nha các anh. 5 cái. Anh nào thích sưu tầm một lần thôi không phải sắm lại nha. Những hàng này nè, cái gì xem không? Chất thép của nó nha. Đó, nhìn thương hiệu không? 330 về đến nhà. Sắm một lần thôi, các anh về nếu mà rửa sạch nó đi rồi, anh nào cẩn thận hơn thì xịt cho nó lớp sơn nó coi như là vĩnh viễn. Đó, đồng hành với nó luôn. Rồi tới số 34 nha, 34. 34 là em lấy về một cái lô cảo đó thì nhiều lắm, mà bây giờ cây này là cây cuối cùng nè. Em còn cây cuối cùng là cây cây cảo tốt nè ha. Dài 200 nha. 200 mi nha các nha. Nó các nhìn thấy không? 200 mi nha. Hàng đang xịn sò lắm nha. Xịn sò, nét lắm nha. Nét lắm các nha.
Cỡ C, thương hiệu top, 8 inch, 200 mm. Rồi, về đến nhà là 550 nhé anh nha, 550. 550 nha, coi. Đó, thương hiệu top nha. Nhìn nó lì lắm. Thẳng đét nha. 200. Thì cái họng này của nó là 100 coi. Số 34 nha anh nha. 34 là 550 nha. Rồi tới số 35. Số 35 anh gửi tới các anh là cái cây MCC này. Cái cây nó gọi là cái cây gì? Cái cây mỏ lết gốc. Đó, mỏ lết gốc nó dài là 300 nha. Cái miệng này của nó là bằng thép đen nha coi, cái miệng này nè. Đó, thân của nó bằng nhôm á, nó nhẹ nha. Đó, thân của nó bằng nhôm nhẹ. Đó, mở maximum ra. Cây này gọi là cây cà lê, cây mỏ lết gốc. Nó mở được có 450 thôi các anh. Đó, miệng của nó được 450 à. 180 về nhà nha các anh nha, MCC. MCC nha các anh. 180 về nhà. Rồi tới số 36, 36 em gửi tới các anh nha. Một cái cây mỏ lết thế này. Bốn thân của nó dài là 450 nha các anh nha. 450. Hiệu của nó là hiệu Mitsu nha các anh nha. Mitsubishi là các anh nhìn xem ha. Các anh nhìn xem răng nó nè. Hàng đã tưởng nha. Đó, các anh nhìn xem răng nè. Răng trên nè, răng trên nè. Răng trên cùng này thì nó không bao giờ nó tới nè. Các anh lấy cái mẫu này ha. Lấy cái răng này để so sánh cái răng giữa này. Là nó sẽ ra được là biết là giá trị của nó còn được bao nhiêu phần trăm. Cây này là 90% đi ha các anh ha. Đó. 308 về nhà nha. Mitsubishi một lần sắm thôi nha các anh. Đó, anh là chưa có. Rồi tới số 37. 37 là cái mã cuối cùng em đăng của ngày hôm nay. Em sell xuống để gửi tới các anh nha. Đây là một cái con tăng nha, một con tăng cáp nha. Cái con tăng cáp này là gọi là con tăng 1 tấn nha các anh nha. Này các anh nhìn xem, 1 tấn nha. Đó. 1 tấn. Đó. Các anh nhìn xem ha. Này. Cái họng của nó đây cũng là 1 tấn như này nha. Đó. Con cóc này là con cóc cạp này ha. Con cóc tự động nè. Đó, các anh nhìn xem ha. Đó, con cóc tự động nha. Đó. Chứ không phải là con cóc kia nha, con cóc kia các anh không có thích nhiều. Mà các anh thích nhiều, anh các anh thích con cóc này à. Đó, các anh nhìn xem ha. Nó cho ngậm được dây khoảng 14 thôi các anh, tay nè. 14 thôi các anh. Đó, nó 1 tấn nha các anh nha. Đó, 1 tấn. Các anh nhìn xem ha. Đẹp lắm các anh nha. Đó, các anh xả ra. Đó, xả ra rồi tăng lên đó cho về các cho anh test nha. Em bán là em có bảo hành nha. Các anh mà nhận hàng rồi về treo nó lên rồi lấy đồ làm lên thử đó. Có vấn đề gì là cứ alo cho em ha. Em sẽ hoàn tiền lại, em sẽ trả tiền lại ngay lập tức nếu mà không đúng hàng mà em đã nói nha các anh nha. Đó, các anh nhìn xem ha, 1 tấn nha. Đó. Cái zin của nó là như thế này này các anh. Cái đầu zin của nó là như thế này nè, nó là có một cái đuôi nè ha, nó có một cái vòng như vậy giống em gọi là cái đuôi heo đấy ha. Dây tải của nó là dây 8 ly nè, đó, dây treo của nó là dây 8 ly, còn dây mà dây chạy của nó là cái dây 6 ly nè, 6 ly hay 5 ly nè. Nó các anh bật ra nha, bật lên rồi tăng lên ha. Các anh xả ra thì các anh phải phải có cái vật kéo này ha thì nó mới chạy ra được, đó, nó mới chạy ra được. Có cái vật kéo xuống á thì con cóc nó mới bắt nha. Đó, về các anh cứ việc test nha. Đó, rồi các anh bật lại nha. Rồi tăng lên nha. Ngọt ngào lắm nha. Đặt cọng mới kinh kít đây. Đó, các anh nhìn xem ha. Đáng để sưu tầm không? Đó. Con này về nhà là 800 nha các anh nha. 800. Con này về nhà là 800 nha. Chuyển khoản cho em là về nhà. Các anh chuyển khoản cho em 800. Số 37 là cái số cuối cùng mà em muốn gửi tới các anh của ngày hôm nay. Cái clip của ngày hôm nay nhá. À, của clip của ngày hôm nay đồ dụng cụ. Đó, một lần nữa em gửi tới các anh cái số điện thoại của em này, 090 này, 35 này, 88867. Gọi cho vô Zalo cho em hay là nhắn tin vô Zalo thì em sẽ gọi lại thôi. Đó. Rồi một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người và luôn cầu chúc cho các anh được nhiều sức khỏe. Rồi em tạm biệt nha. À, em nói lại nha, cái này cái bình này em không có gửi đi đâu nha. Cái bình này em đã dùng rồi. Cái bình này là em chỉ bán cái này thôi nha. Nè. Đó.
cái súng silicone thôi, chứ không phải là bình silicone nha. Nên là nó đến khi mà gửi mà tại sao không có bình silicone là khổ em nữa nha. Đó, nên là cái số 11 nha, 170 là nó chỉ có chừng này thôi nha các anh nha. Đó, đó. Em bấm mua hết rồi nè. Đó, đó, nó cứng ngắc nè ha. Nó có cái vật, cái này, cái dòng này là dòng lạ lắm. Dòng này hay lắm đó nha, dòng nhanh đó. Chứ không phải là mình bấm rẹt 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 để cho nó vô như ngày xưa nữa. Đó, có những cái dòng ngày xưa thì mình phải bấm vô cho nó hết, từ từ nó mới vào. Còn đây là mình chỉ kéo ra mình đẩy vô, rồi mình bóp vô thôi. Nó giống như cái cảo nhanh vậy, cái cảo ép cảo nhanh nhé. Hay lắm. Đó. Nhìn nó đẳng cấp không? Các anh nhìn xem. Đó. Thân nhôm nha các anh nha. Lưu ý giúp em, số 11 nha, 170 về nhà. Đó. Các anh cứ mặc định với em cứ mặc định là như vậy. Là hết 30 ngàn tiền ship rồi cho mỗi món rồi. Đó. Nên là các anh trừ đi rồi các anh sẽ thấy được cái giá trị thật của nó. Rồi em xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.